Cảnh báo ngộ độc khi ăn canh củ ấu tàu. Bệnh viện Đa khoa Mường Khương vừa tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nam 46 tuổi ở xã Lùng Vai, Mường Khương, ngộ độc sau khi ăn canh củ ấu tàu. Bệnh nhân được đưa đến trong tình trạng kích thích nhiều, da lạnh, vã mồ hôi, đau tức ngực, khó thở, huyết áp không đo được, rối loạn cơ tròn đại tiện không tự chủ. Thông tin từ người nhà bệnh nhân đã mua củ ấu tàu về, đập nát, ninh xương để ăn. Sau ăn canh 3 giờ, bệnh nhân có hiện tượng buồn nôn, tê bì vùng lưỡi và miệng, rồi rang ra toàn bộ thân, kèm theo co quắp chân tay, vã mồ hôi tức ngực, khó thở, nôn liên tục. Sau hội chẩn, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị ngộ độc azonitin có trong củ ấu tàu. Bệnh nhân được xử trí theo phác đồ thuốc chống loạn nhịp tim và thuốc vận mạch. Sau 2 giờ xử trí, mạch và huyết áp bệnh nhân dần ổn định trở lại. Qua thời gian điều trị, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, tiếp xúc tốt. Ngoài ra, đau tức ngực không còn khó thở, các chỉ số sống ổn định và được ra viện. Củ ấu tàu có màu đen, mỏ nhọn, được thu hoạch từ cây ô đầu. Củ ấu tàu thường mọc hoang ở vùng núi cao, các tỉnh vùng Tây Bắc. Ấu tàu thường được chỉ định dùng làm thuốc. Khi đã qua chế biến cẩn thận và được dùng với liều nhỏ, có sự chỉ định và theo dõi thận trọng của thầy thuốc. Nguyên nhân gây ra ngộ độc là do thành phần hóa học chính trong củ ấu tàu là azonitin chiếm 90%. Azonitin nguyên chất là một chất độc mạnh, với liều 1mg có thể gây ngộ độc nặng, liều 2-3mg đủ để gây tử vong một người trưởng thành. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.